Hello anh em và xin chào anh em quay trở lại với kênh của Rock HP nha. Và tiếp tục với cái video nhập cư ngày hôm qua thì đây là video mình có ghi lại cái quá trình mình bay Kingdom nhé anh em. Và nói đúng ra thì đây có thể coi là lần thứ hai mình bay Kingdom ở trong tựa game này nhá. Lần đầu tiên là từ 1552 qua 1545 và lần này sẽ là từ 1545 qua 2755 nha các bạn. Đúng rồi anh em, hiện tại thì Rock HP đang có mặt ở Kingdom 2755. Bởi vì video này là video ghi lại quá trình mình bay mà. Đó thì cái cách bay Kingdom thì nếu mà anh em nào chưa biết, anh em có thể xem đây anh em biết luôn. Đó rất đơn giản thôi, các bạn thỏa hết tất cả những cái điều kiện mà cái Kingdom đó yêu cầu, sau đó các bạn ấn nhập quốc. Đó, ví dụ như mà các bạn mà vượt quá cái mức bao mà họ giới hạn đi thì anh em chỉ cần chờ bên King họ xác nhận thôi là anh em cũng bay về được. Còn ví dụ như mình thỏa mãn điều kiện ấy thì mình cứ ấn nhập quốc là về thôi. Thì cứ một phút mới có một người về nha anh em. Thì trong quá trình bay thì mình bay một mình với thêm dàn nick farm nữa thì kiểu nó cũng bị tắc đường khá là nhiều ấy. Tại vì một phút được có một nick mà. Thì đây là cái hình ảnh nick của mình sau khi mà mình đã chuyển hết red ở 1545 rồi. Anh em thì thấy là mình chỉ còn có khoảng chỗ này là tầm đâu đó khoảng 3 triệu lúa, 3 triệu gỗ, 3 triệu đá, 3 triệu vàng thôi. Game thì vẫn thế thôi anh em. Đó, mình đã out liên minh rồi. Đó thì khi mình ấn nhập quốc như thế này thì nó sẽ hiện lên những cái thông báo là yêu cầu mình phải chờ. Chờ phải hết 60 giây. Nói chung là hết 60 giây thì anh em bấm thôi, nó chỉ có như thế thôi. Kể các bạn có nhập cư ngược từ KVK trinh phạt về KVK 2, KVK 3 thì anh em cũng phải ngồi ấn như thế này nhá. Nói chung là kiểu nó hên xui ấy, ai nhanh thì được thôi. Ông nào mà kiểu auto click ấy, bấm liên tục ấy thì có thể nó sẽ được. Đó thì mình quyết định về 2755. Và cái ấn tượng đầu tiên của mình về 2755 ấy, đấy là đông vãi cả nồi anh em. Các bạn đã bao giờ nghe cái vấn đề gọi là bị sốc văn hóa chưa? Giống như kiểu như là chúng ta đang từ một cái quốc gia này, chúng ta đùng một cái chúng ta bay sang giữa một quốc gia khác, chúng ta sống vậy. Thì thực ra 1545 ngày xưa mình đã nói các bạn là rất là đông đúng không? Sau này thì nó thành Kingdom chết. Nhưng mà cái quá trình chuyển từ Kingdom đông thành Kingdom chết ấy, nó không phải nó diễn ra ngay lập tức các bạn. Nó là qua những cái ngày tháng ở nội chiến, rồi những cái người chơi họ bay đi hàng ngày, những cái liên minh họ bay đi hàng ngày. Tức là ví dụ như lúc đầu chúng ta có khoảng 500 người chơi đi, sau đấy còn 400, rồi 300, rồi 350 gì đó, rồi cuối cùng còn lại khoảng 50 người. Đó, ở đây là mình đã nhập cư được rồi anh em. Đó. Thì đó là cái vấn đề của 1545, tức là cái trường hợp của 1545, tức là từ đông người về ít người là nó giảm từ từ. Còn ở đây khi mà mình bay từ 1545, mình bay sang 2755 ấy, thì nó là một cái bước nhảy nha anh em. Tức là đang từ một Kingdom mà chỉ có khoảng 50 người và không có ai nói tiếng Anh nữa các bạn, toàn nói tiếng Trung thôi. Thì đùng một cái mình qua một Kingdom rất là đông và cũng lâu lắm rồi mình mới được trải nghiệm cái cảm giác này anh em ạ. Ở Clan Farm, thậm chí ở Zone 2 họ chạy còn rất là nhiều luôn. Đó, và đây là cái khoảnh khắc mình đáp xuống Kingdom 2755 nha anh em. Thật sự là cũng hồi hộp lắm anh em, cũng cảm xúc lắm chứ không phải là đơn giản đâu các bạn. Tại vì lần, có thể nói là kiểu lần đầu tiên bay Kingdom ấy. Tại vì cái lần trước thì 1552 và 1545 ấy, thì hồi đấy mình mới chơi, nick mình còn bé nên là bay nó cũng không có cái cảm xúc mấy. Đợt này thì nick nó to hơn rồi, bay nó cũng cả là một vấn đề. 75 cái vé bay không phải là ít. Thì mình đã đáp xuống được Kingdom 2755. Và 2755 thật sự là anh em rất là nhiệt tình luôn. Không phải chỉ riêng anh em Việt Nam mà kể cả anh em nước ngoài nữa. Thì người ta cũng rất là chào đón mình, cũng rất là chào đón Rock HP. Nói chung là anh em rất là nhiệt tình. Đấy, từ hôm qua đến giờ mình vẫn bị scout liên tục, nói chung là bị do thám liên tục. Nói chung là tình trạng này chắc nó cũng duy trì khoảng cùng lắm hết hôm nay thôi. Là ngày mai người ta cũng ít do thám mình đi rồi. Nhưng mà nó cũng là cái vui, tại vì cũng được các bạn yêu quý. Thì cái mục đích mình về 2755 ấy, thì cái mục đích đầu tiên mình phải nói luôn với anh em, đó chính là để có thể trải nghiệm một KVK seed cao hơn. Nhưng mà cái vấn đề mà mình nghĩ là khó nhất ấy, đó chính là tài nguyên anh em. Tôi nghĩ là cái vấn đề tài nguyên của tôi nó gặp quá nhiều khó khăn đi. Bởi vì hiện tại cái nick của mình ấy, tài nguyên là gần như là về không hết. Và ra cắt dự ấy là khoảng 2 tuần nữa thì bên 2755 sẽ đăng ký KVK. Tức là mình có 14 ngày đào red. Ở trung bình một ngày nếu mà các bạn đào siêng ấy thì các bạn có thể đào được đâu đó khoảng 100 triệu red đi. Ví dụ vậy thì 14 ngày mình chỉ đào được 1 tỷ tư thôi. Thì đây là con số red rất là ít. Nhưng mà nó cũng nằm trong cái sự chuẩn bị của Rock HP thôi. Đấy là mình tính là mình sẽ bung cái tài nguyên trong kho ra. Tức là đánh đến đâu bung đến đấy thôi. Chứ không phải là một phát bung hết là còn cái nịt nữa nha anh em. Rồi ở đây là bắt đầu đến cái đoạn bị do thám này.
Thì 2755 là một kingdom cũng rất là tuyệt vời nha anh em, một kingdom quốc tế chứ không phải Việt Nam đâu. Nếu mà anh em có thắc mắc với mình, nó là kingdom quốc tế Việt Nam thì đây là kingdom quốc tế nha mọi người. Theo như những gì mà kingdom nói ấy, thì có khoảng 30% là anh em Việt Nam thôi, còn lại là chúng ta có Tây rồi Ả Rập rồi cả Nga ngố nữa. Thì đối với Empire Kingdom thì rõ ràng chúng ta chơi ở server quốc tế, chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội được chơi game và gặp gỡ nhiều người hơn, cũng như là KVK chúng ta có nhiều múi giờ để chúng ta đánh nhau hơn. Hiện tại nếu mà anh em mà theo dõi 2755 ấy, em thấy là 2755 hiện tại đang nở khá là to nha, họ đang sát nhập với khá là nhiều kingdom khác và hiện tại đã có hai clan trên 10 tỷ rồi. Đó, một kingdom mà mới hết KVK3 tức là qua chinh phạt một cái là quyết định là làm một phát là kiểu ba clan luôn thì chắc chắn là sẽ đánh seed khá là cao đấy, và mình không cho rằng cái KVK đầu tiên của 2755 nó sẽ là một KVK dễ dàng nha. Tại vì số lượng người nhập cư lớn và cùng cái thời điểm với mình thì anh em cứ hình dung là 2 tuần nữa là chắc chắn một điều là không thể nào tài nguyên có đủ được. Đó, cái lượng tài nguyên mà mình đánh một năm 45 seed top ấy, đó là lượng tài nguyên mà tích theo đơn vị, có thể nói là theo hàng tháng chứ không phải là theo hàng ngày hay hàng tuần anh em, mà tích hàng tháng thì chúng ta mới tích được khoảng 15-20 tỷ tài nguyên đúng không? Đó, thì 2755 KVK đầu tiên mình nghĩ là sẽ đánh seed cao, không biết gặp đối thủ nào nhưng mà chắc chắn nó sẽ không phải là một KVK dễ. Khi mà mình thay đổi kingdom thì mình có tính trước đến những cái vấn đề như là ví dụ như là có thể là giảm bao nhiều hơn này, rồi chết nhiều lính hơn, rồi đánh KVK thì tốn nhiều tăng tốc, nhiều tài nguyên hơn. Đó, thì cái đây là tất cả là mình cũng đã dự tính trước khi mà mình quyết định là bay sang kingdom seed cao hơn. Đương nhiên ấy thì người tính không bằng trời tính anh em, tại vì bản thân Rock 2P thì cũng chưa thật sự được chinh chiến chính thức ở một kỳ KVK chinh phạt nào từ đầu đến cuối mà seed cao cả. Đấy, đánh ké, tôi đánh ké khá là nhiều với anh em, đánh ké thì nhiều anh em yêu quý rồi, có cả các bot nữa trong bượn nick thì vào nghịch thì anh em cũng đã thấy livestream nhiều rồi chứ không phải là chưa đánh. Tuy nhiên là cái nick của bản thân tôi đánh thì thật sự là chưa đánh nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề mà mình sẽ gặp khó khăn lớn nhất như anh Huỳnh đã nói với anh em nãy giờ ấy, đó chính là tài nguyên. Đấy, tôi chắc chắn là chỉ gặp vấn đề về tài nguyên thôi. Đây là một ông từ 2755 này. Nó trông cũng khá là trưởng thành nha anh em. Nó trông rất là thành đạt luôn. 2755 một cái điều mình thích chính là từ cái lúc mà mình mới bắt đầu review một số cái nick của người chơi Việt Nam khi đợt này ấy, đó là rất là nhiều ông ID mới luôn. Và đối với mình thì những cái ID mới thì luôn là những người chơi mà họ có cái niềm đam mê cũng như là nhiệt huyết với game. Họ rất là thích kiểu chơi, nói chung là chơi kiểu nó năng nổ ấy. Chứ còn anh em mà theo dõi 1545 thì có thể thấy là trong quá trình mình chơi nhiều khi các bot cũng không có nói chuyện gì nhiều. Và không phải riêng 1545 đâu, mà đa số những cái kingdom cũ. Tại vì mặt bằng chung ấy, khi một kingdom mà mới qua chinh phạt thì còn rất là nhiều người chơi đang còn sót lại giai đoạn K1, K2, K3 và họ lên chinh phạt luôn, thì những người chơi đó họ rất là năng nổ anh em, rất là năng nói chuyện cũng như là rất là năng giao tiếp. Và mình thì cảm thấy cái đấy rất là vui. Đó, ok, thì hiện tại mình đã có mặt ở kingdom 2755 rồi. Và KVK sắp tới của mình cũng như là tất cả những cái thành viên Việt Nam cũng như là tất cả thành viên của 2755 luôn sẽ là một kỳ KVK mà cần cố gắng rất là nhiều nha anh em. Có lẽ phải tới 200% công lực đấy. Lý do là bởi vì thứ nhất là rất là nhiều người mới nhập cư về, và trong một khoảng thời gian ngắn như mình vừa đề cập chỉ có khoảng là hơn 10 ngày thôi, phải farm đủ red đánh KVK. Và với một kỳ KVK mà seed cao thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất rất là nhiều tài nguyên. Nó thì chắc chắn là không có chuyện là đào đủ đâu anh em, tôi đảm bảo bạn không bao giờ đào đủ được, kể các bạn có nhiều nick farm. Thì có thể là lấy tài nguyên hỗ trợ cho các boss gì đó thì tôi chưa bàn tới, nhưng mà vấn đề tài nguyên đối với 2755 mình nghĩ là sẽ gặp khó rất là nhiều. Và những cái thành viên mà từ 2755 từ những thời kỳ đầu ấy, tức là K1, K2, K3, khi họ qua chinh phạt lần này họ cũng sẽ gặp khó khăn hơn các kỳ đấm khác. Lý do là kiểu đùng một cái họ đánh seed cao luôn, và anh em biết đó, seed cao thì T5 cũng như là người chơi khỏe rất là nhiều. Mấy cái người chơi mà kể có nạp tiền nhá, các bạn lên K4 mà các bạn gặp những người chơi cũ ấy thì các bạn gặp khó khăn rất là lớn luôn. Mình sẽ sâu cho anh em về cái bảng xếp hạng của Kingdom 2755 đi. Đầu tiên là sức mạnh liên minh, hiện tại đang có hai clan 10 tỷ nha. Clan top 1 là 10 tỷ 6, top 2 10 tỷ 4, top 3 6 tỷ 1, top 4, top 5, top 6 là 4 tỷ 2, 4 tỷ 3 tỷ 5. Thì thường ở những cái kingdom mà cũ rồi ấy, mình nói là kingdom cũ nhá, mình không nói kingdom chết. Các clan ở dưới ấy thường sẽ ít người chơi, thậm chí là không có ai chơi. Nhưng mà kingdom mới, tức là tuổi đời còn trẻ, thì thường những clan dưới vẫn còn rất là nhiều người chơi nha. Họ vẫn hoạt động khá là đều, kiểu rally pháo đài, thậm chí họ chỉ chơi vui vẻ zone 2 thôi cũng khó đấy anh em. Nói chung là ok, hiện tại clan top 3, top 4 thì không biết là có về thêm không. Top 3 thì nghĩ là có về thêm đấy. Nó khá là mạnh nha, kiểu vừa mới hết KVK 3 đấy. Sức mạnh cá nhân thì là cái mà mình bất ngờ nhất luôn, đó là mình không ngờ là khi mình xuống thì mình tận top 13 anh em. Đó, top 1 hiện tại đang có là Zutet Lớp Y là 428 triệu. Đây là một bot tới từ 1034 nha, và được bên này mang cái nick này về. Keypoint rất là khủng luôn, 32 tỷ. Top 2 là Lazy Cat. Lazy Cat nếu mà anh em mới chơi gần đây thì anh không biết, đây là một nick của bot Việt Nam nha, một trong những bot Việt Nam có thể nói là khủng nhất
trong cái lịch sử live stream ở Việt Nam luôn, mình có thể nói như vậy luôn. Nạp rất là nhiều các bạn, sức mạnh 414 triệu và anh em phải thấy này, chết 48 triệu lính và hỗ trợ lên tới là 149 tỷ. Thì cái nick Lazy Cat này trước là bot chơi ở 2234, hiện tại thì 2234 có lẽ cũng giải tán nhiều rồi, vẫn còn đông anh em Việt Nam nhưng mà không còn như hồi đầu nữa. Đó, một bot rất là khủng của Việt Nam luôn, nạp cực kỳ kinh các bạn. Dưới này là các dàn bot còn lại thôi, cũng có một nick là 204 triệu này, cái nick Zutest này chơi hai nick. Và đây chúng ta có mình ở top 13. Thật ra thì cái power của mình thì nó hơi cao một chút, thứ nhất là do mình có nhiều xe anh em. Có lẽ KVK sắp tới thì mình phải đốt hết số xe đấy, hoặc là nếu như mà Kingdom mà có lên lấm muốn tiền thêm thì có lẽ mình phải xóa số xe đấy đi. Nhưng mà nhìn chung là power này thì nó cũng chưa nói lên gì nhiều. Mình nghĩ là hết KVK thì mình sẽ giảm power nhiều nhất đấy. Mình nghĩ là KVK sắp tới mình sẽ giảm power khá là nhiều. Nó có thể anh em sẽ thấy đốc EP xuống cái mức power mà lâu lắm anh em chưa thấy. Và hiện tại thì có thể nói là ở top 300 của 2755 thì power cũng rất là cao nha các bạn. Nó không còn là thấp nữa đâu. Power top 300 của 2755 hiện tại chúng ta đang có là 55 triệu pound nha, rất là nhiều. Mình cứ tính là trên 50 triệu pound là có T5 đi, thì hiện tại 2755 chắc cũng có đâu đó khoảng 300 T5 nha các bạn. Đúng kiểu bị sốc luôn đấy, mình mà hồi mà mới chơi hết K3 mà tự nhiên Kingdom có 300 T5 chắc tôi đúng kiểu sốc luôn. Kỹ năng liên minh thì ở đây chúng ta có top 1 là 319 tỷ, top 2 228 tỷ, top 3 là 45 tỷ và top 4 là 29 tỷ. Top 3 này thì nghe nói là còn về thêm nha, nên có thể còn tăng lên nữa. Ở kỹ năng cá nhân thì ở đây thì của mình đang là top 65 với 2 tỷ tư, top 1 là 32 tỷ này, top 2 17 tỷ, top 3 11 tỷ và top 4 11 tỷ, là cái 4 boss top đầu kill rất là cao. Đó, cái nick white guy này 8 tỷ 1, nó cũng kill point rất là lớn nha anh em. Nhìn chung thì mặt bằng của 2755 mình thấy là không hề yếu được các bạn. Đó, nhưng mà cái vấn đề như mình đã nói rồi, đó chính là sẽ thiếu tài nguyên. Chắc chắn là thiếu tài nguyên các bạn, tại vì mới nhập cư về hết K3, mới nhập cư về không bao đào đủ. Một mùa KVK Mỹ là shit cao, các bạn mà đánh đủ điểm kill cũng phải mất khoảng 10 BRS, 15, 20 BRS thì đấy. Thì làm sao mà trong thời gian khoảng 10 ngày, 20 ngày mà anh có thể đào đủ được. Đó là chắc chắn là những người chơi mới về phải bung rất là nhiều tài nguyên trong túi ra. Ok, và video ngày hôm nay của mình đến là kết thúc rồi. Video này có lẽ là video cuối cùng mà mình nhắc đến cái vụ nhập cư của mình. Đó, hiện tại thì cũng chốt với anh em luôn. Rock2P đã bay từ 1545 qua 2755 để tìm những thử thách mới, cũng như là những kỳ KVK mới nha anh em. Và nếu các bạn không muốn bỏ lỡ những thông tin mới nhất về Kingdom 2755 cũng như là cái hành trình của Rock2P Kingdom mới, thì hãy để lại một like đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.